AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn thông tin về vẹt tan Coccato có thể bạn chưa biết qua video sau đây nhé. Đầu tiên, ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc của vẹt tan Coccato. Vẹt tan Coccato có nguồn gốc từ Úc, đặc biệt là vùng cực Bắc Queensland. Ngoài ra, loài này hiện sống ở New Guinea và Indonesia. Những loài vẹt tan Coccato này thường sinh sống trong rừng nhiệt đới với rừng cây và làm tổ trong những thân cây rỗng. Người ta thường tìm thấy chúng trong các nhóm nhỏ từ 6 con trở xuống. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về đặc điểm của vẹt tan Coccato nhé. Vẹt tan Coccato có màu xám khói rất đậm, trên một số loài vẹt có màu đen hơn những loài khác. Màu sắc tương tự xuất hiện trên mào rất dài, cũng như bàn chân và chân của chúng. Loài vẹt đơn màu này có những mảng da trần màu đỏ tươi trên má của chúng. Chúng sẽ thay đổi màu sắc khi con vẹt phấn khích. Đôi má của chúng nổi bật như chiếc mỏ màu đen xám sẫm, tạo cho nó một đường nét rất riêng biệt khi nhìn cận cảnh. Trong họ vẹt, mỏ của vẹt tan Coccato to bằng kích thước của vẹt đuôi dài lục bình. Chiếc mỏ khỏe của chúng có thể gây thương tích. Tiếp đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về đặc tính của vẹt tan Coccato. Không nên để vẹt tan Coccato một mình hơn 8 giờ một ngày. Loài này không phải là lựa chọn phù hợp nếu bạn thường xuyên ra ngoài trong thời gian dài. Vẹt tan Coccato yêu cầu một chiếc lồng đủ rộng để có thể bay và chơi. Lồng phải dài ít nhất 10 feet, rộng 6 feet và cao 6 feet. Những con vẹt lông xù này thích tắm và thường xuyên có cơ hội được làm ướt. Trong số các loài vẹt, nó là một trong những loài có tỷ lệ sinh sản thấp nhất. Vẹt tan Coccato thường đẻ một quả trứng sau mỗi 2 năm hoặc. Kế tiếp, ta cùng tìm hiểu về khả năng nói của vẹt tan Coccato. Tiếng kêu tự nhiên của loài vẹt này có âm thanh giống tiếng người. Khả năng thanh nhạc của vẹt tan Coccato rất thích hợp cho việc học từ. Chúng là một trong những loài vẹt đuôi dài biết nói hay nhất. Vẹt tan Coccato không phải là một lựa chọn tốt cho những người nuôi vẹt sống trong căn hộ hoặc chung cư. Nó tạo ra những tiếng kêu rất rõ ràng, chói tai mà bạn và những người hàng xóm của bạn cần có khả năng chịu đựng những tiếng ồn lớn để sống chung với nó. Kế đó, ta cùng tìm hiểu về thức ăn của vẹt tan Coccato nhé. Trong tự nhiên, vẹt tan Coccato thường kiếm ăn vào sáng sớm. Thức ăn bản địa của nó là trái cọ, các loại hạt từ cây canary, hạnh java, vỏ cây bạch đàn dây và hạt cây. Chiếc mỏ khỏe của chúng có thể mở những loại hạt cứng nhất. Vẹt tan Coccato có thể dễ dàng trở nên thừa cân, vì vậy chủ sở hữu nên giám sát cẩn thận lượng chất béo của chúng. Một nửa thực đơn của nó nên bao gồm thức ăn viên chất lượng cao và nửa còn lại là trái cây tươi và rau an toàn cho vẹt. Thỉnh thoảng cho vẹt ăn các loại hạt trong vỏ để rèn luyện mỏ của chúng. Tuy nhiên, hãy hạn chế ăn các loại hạt vì hầu hết các loại hạt đều chứa nhiều chất béo. Không bao giờ cho vẹt tan Coccato ăn sô-cô-la hoặc bơ vì những thức ăn này gây độc cho vẹt. Sau đây, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về những lưu ý khi nuôi vẹt tan Coccato. Là loài vẹt lớn, vẹt tan Coccato cần vận động nhiều để duy trì sức khỏe thể chất. Đảm bảo rằng vẹt của bạn được phép ở ngoài lồng tối thiểu 3 đến 4 giờ mỗi ngày để nó có thể căng cơ và chơi đùa. Những con vẹt này đòi hỏi thời gian đào tạo thường xuyên theo lịch trình. Những con vẹt tan Coccato này rất tò mò. Đảm bảo rằng bạn giám sát chúng khi ở bên ngoài lồng để ngăn ngừa tai nạn và những hành vi không mong muốn như gặm nhấm đồ đạc hoặc tường nhà của bạn. Hãy để ý đến dây điện xung quanh nhà, chúng có thể gây nguy hiểm nếu vẹt của bạn nhai chúng. Cuối cùng,
ta cùng tìm hiểu về giá thành của vẹt pan coccato nhé. Được biết, để sở hữu một chú vẹt trưởng thành của loài này, người mua phải trả số tiền lên đến 16.000 đô la Mỹ. Để mua được vẹt vừa ý và chất lượng, bạn hãy tìm những shop vẹt uy tín để không bị lừa đảo nhé. Bạn có thể làm quen với người có kinh nghiệm nuôi loài vẹt độc đáo này để giúp bạn quyết định xem chúng có phù hợp với mình không. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.